sợ. Ngồi xuống cái đấy, ngồi xuống cái nó quay kín xung quanh chân. Đấy. Đấy. Nhà chả có gì ngoài chó. Chỉ có chó và chó thôi. Quá nhiều. 12 con chó con. Cọc 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 cọc. Rồi, mấy đứa ra kia chơi đi. Còn mấy đứa nữa đâu rồi? Trời. Cáo. Ừ, chào em. Chào em. Chào em. Ừ, hai con cái. Hai con cái con. Hai vàng, hai trắng, ba trắng, hai vẹn, ba vẹn. Đây, hai vàng, một đực một cái. Đây, cái này, cái này, đực này. Trời. Hai vàng con. Mấy đứa kia nó chạy hết rồi, còn mỗi mình em ở đây thôi nhỉ. Mỗi mình gái ở đây, gái rất tình cảm. Rồi chưa đến tuổi bọn này là nuôi một loạt cho con thì để ý là đến một cái cỡ nào đấy chúng nó mới lớn nhanh, chứ còn lúc bé chúng nó lớn chậm lắm. Bắt ở trên bản về này, còn chó ở xuôi thì chúng nó lớn đều. Có hai con nhóc con nó tranh nhau đồ chơi ấy. Hai con nhóc con nó tranh nhau đồ chơi, nó cắn nhau. Tai hơi nâng nâng rồi. Tai mà lên thì sẽ như thế nào? Nào, để anh xem cái tai xem nào. Kênh 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 kênh. Ok. Gầy toa nhỉ. Em gầy toa. Gầy toa. Rồi mỗi mình em ở đây thôi, mấy đứa kia. À đây có một đứa nữa ra đây. Ui giời, hai đứa nữa ra đây. Trời, ui giời, ui giời, ui giời. Ui giời. À, ui giời con vẹn. Ui giời. Trời. Trời. Đây là con đực. Đây là con đực vàng. Trời. Nào, con ấy đâu rồi? Con đây, con này nó bám từ đầu giờ. Đây là con đực vàng này. Đây là con đực vẹn này. Đực vẹn này. Ra đây xem nào. Ra đây, ra đây, ra đây. Hầm. Đây là một con đực hơi sổ, lông hơi dài. Bom vào tranh, bom tranh chỗ với lại các em ấy hả? Bom ra kia chơi để cho các em nó chơi ở đây với anh một tí. Bom hầm. Không, bom không nhảy lên thế. Đấy. Con nào ngồi xuống là con nào nó cũng nhảy lên, cho nên là không kịp, nó chạy nhanh quá, muốn quay nó mà không kịp. Cáo. Cáo ơi, cáo. Ở nhà nhiều chó quá thành ra là không gọi tên cho nó quên mất tên rồi. Nó quên mất tên nó là cáo rồi. Đây là con cái, vẹn. Cái lem nhem. Vẹn màu vẹn lem nhem. Hai con cùng đàn mà con cái nó to hơn hẳn con đực. Đấy con đực đây. Hai con cùng đàn. Hai con mua ở Hà Nội. Còn lại bọn này là một loạt, bọn này đều là bản hết. 100% bản.
100% là bản hết. À đây có con vẹn. Vẹn con. Nào, yên nào. Được. Vẹn. Trời. Được. Xem nào mấy con. Bây giờ cho con ở đây là cho con ở đây bắt ở trên bản là xem nào. Hai con vàng này, một được một cái này, một con vẹn này là ba này, nào, hai con trắng này, hai con trắng này, một được một cái là năm này, thôi, quánh nhau đấy, 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 tranh nhau gì đấy, nào, 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 hai con trắng to hơn của loạt đầu rồi nữa này, là bảy, bảy con. À, con cáo kia mà tính là cho con thì là 8 con. 8 con cộng với lại hai con vẹn mua ở Hà Nội nữa là 10 con. 10 con cho con. Thế là còn vừa đếm sót mất hai con đực trắng. Thế là 12 con. Đây là hai con loạt đầu đây. Hai con đầu tiên. Bây giờ choi choi rồi. Cáo. Cáo. Cáo là bây giờ nó coi như là có da có thịt rồi. Cáo có da có thịt rồi. Nhưng mà có vẻ như là sẽ bị quài chó. Chứ cái con cute ở trên kia nó chưa thay răng xong nó đã 10 cân rồi. Mà cáo cũng chỉ hơn 10 cân tí thôi. Cáo thay răng xong rồi. Cáo thì thay răng xong rồi. Thôi cọc ơi, không ổn. Đây con cái này rất là tình cảm này. Nó lanh quanh quẩn ở đây. Úi xổ, cho nó va vào cái máy ảnh của tôi. Úi xổ. Ngồi xuống cái đấy. Ngồi xuống cái nó quay kín xung quanh chân. Đấy. Đấy. Nhà chả có gì ngoài chó. Chỉ có chó và chó thôi. Quá nhiều. 12 con chó con. 12 con chó con này như thế là trắng là có 4 con như thế là có 4 con đực trắng. 4 con đực trắng thì có thể nhường đi 2 con. Ai mà thích đực trắng bản thì có thể thực ra là gọi là màu trắng không phải đâu, nó gọi là vàng nhạt. Ai mà thích thì có thể xem mấy con đực trắng. Nào, đây giả sử như hai con này nhé. Quay hai con này này. Hai con này mũi đen, đó là vàng nhạt. Đây này, hai con trai này. Hai con này này. Đây này. Đây, một tên đực này. Một tên đực gọi là vàng nhạt này. Gọi là trắng thì không phải, gọi là vàng nhạt. Một tên. Đây. Rồi đấy. À. Nào, ngửa mặt lên đây xem nào. Ok. Nhau. Hai, đây là em thứ hai. Em thứ hai mũi hơi phớt nâu. Nhưng mà mắt này thì đen xì luôn. Em này đang tuổi bắt đầu vào tuổi lớn nhanh rồi. Đây là em thứ ba. Nào. Em thứ ba hơi pha lông vẹt vàng ở trên đầu. Đây, mắt cũng đen nhánh. Ra uống nước đi. Tên vẹn này cũng vào cái tuổi lớn nhanh rồi. Bắt đầu là lông này là lông cho choai rồi. Lông puppy rồi. Nhờ. Ok, chào cáo nhá. Chào cáo nhá. Lẫn một con cọc tây. Con cọc cắt đuôi Kohi. Ghê chưa. Béo bắt con nhưng mà. Ok, thôi được rồi, cho các em ăn nhá. Em cái tình cảm quá, cứ bám liếm từ đầu đến cuối. Chủ đi đâu chó đi đấy.
không thèm chơi với bọn kia luôn. Hầm hấp nè, hấp quá. Ok, chào mọi người nhá, cho nó ăn hôm tối. Hmm.